có mẫu xe Kia Morning nào hay không? Thì xin thưa các bác, em đang có một cái mẫu xe Kia Morning 2021 bản GT Line rất là mới các bác nhá. Đây, đây là form mới rồi. Đấy. Kia Morning form mới, xe rất mới luôn các bác ạ. Rất là mới luôn. Biển Hà Nội tư nhân một chủ thì đâu. Giúp cho các bạn tiết kiệm cỡ khoảng tầm gần 100 triệu cho việc các bạn mua một cái xe mới các bác nhá. Kia Morning, một cái phiên bản rất là hot trên thị trường Việt Nam các bạn. Đấy, rất là hot trên thị trường Việt Nam. Đây các bạn nhìn này. Với cái tầm tiền nó rất là hợp lý luôn. New Morning luôn các bạn nhá, GT Line. Đấy, phiên bản GT Line là phiên bản cao cấp nhất rồi. Xe được trang bị camera hành trình rồi. À, camera lùi các bạn nhá, camera lùi. Đấy, nhìn trông rất là đẹp mắt. New Morning các bạn nhá, New Morning. Đây các bạn nhìn này. Kia Morning đây. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe này thì hãy bình luận và comment xuống bên dưới nhá. Hãy bình luận xuống bên dưới ạ. À, New Morning nhìn trông rất là đẹp. Chất liệu ghế da như mới luôn các em. Chất liệu ghế da rất là mới luôn. Đi được tầm 2 vạn cây. Đi 2 vạn cây các bác nhá, 2 vạn cây. Vô lăng như mới đây. Úi, như... đây các bác nhìn này. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bác sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố, xe bị tai nạn hay không, ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo không nhá các bác nhá. Đây em sẽ quay chi tiết cho các bác này. Túi khí được trang bị khá là đầy đủ. Đấy. Đây. Ốp vân carbon đầy đủ hết các bác nhá. Bác nào có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì hãy bình luận xuống bên dưới đấy. Hãy bình luận xuống bên dưới nhá. Rồi. Con này hơn 400 triệu một chút nhá các bác nhá. Bác nào có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì hãy comment xuống bên dưới nhá. Hãy bình luận xuống bên dưới đấy ạ. Vâng. Và hãy gọi điện xuống điện thoại hotline 0965 525 989 các bác nhá.